có hai cái công dụng khác nhau rõ rệt luôn ha. Cái mẫu này á, nó sẽ dành cho anh em là để công cụ nhỏ ha, này để công cụ thôi anh em, nhỏ gọn chắc chắn bền bỉ, thì mẫu này 400. Còn cái mẫu này á thì mình thường khuyên anh em á, anh em nào mà sử dụng mua để mà để mấy cái máy khoan bê tông, máy khoan, máy cắt, máy đục mà sử dụng có dây đồ này kia để vào đây, hoặc là sử dụng bộ đai á, anh em để vào cái túi này. Còn anh em mà để công cụ vào túi này á thì nó sẽ có vấn đề là bị lộn xộn công cụ của mình ha. Đó, nếu mà anh em quen với cái việc đó thì anh em có thể lấy túi này cũng được, tại vì túi này nó rộng hơn. Còn như mình thường tư vấn cho anh em á là túi này nó sẽ để mấy cái máy móc rồi nó sẽ ok hơn là để công cụ nó sẽ bị lộn xộn ha. Đó, nếu mà anh cần quan tâm về cái kích thước á thì cái mẫu 380 này sẽ to hơn rất là nhiều ha. Còn anh em nào mà quan tâm về chất lượng á thì cái mẫu 400 này là chùm đó. Nó khác nhau về cái chất vải luôn anh, một cái là mềm, một cái là cứng.